Dạ vâng, xin chào anh em. Rất vui vừa lại được gặp lại của anh chị em đam mê đồng hồ đã đến kênh YouTube của em Tuấn ngày hôm nay. Tiếp tục trên video ngày hôm nay thì em về được một phiên bản đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu FC. Và cái mã sản phẩm ngày hôm nay thì em về được là một chiếc đồng hồ FC có tình trạng là siêu lướt. Anh em có thể dùng cái mã sản phẩm FC này làm quà biếu, quà tặng hay là đeo để dùng, thực sự là rất là ngon với mức giá rất tiết kiệm và có tình trạng của chiếc này còn đẹp như mới. Bên ngoài sản phẩm sẽ là một cái hộp màu xanh green quen thuộc của dòng FC này. Và hôm nay là một phiên bản đồng hồ chính hãng nằm trong bộ sưu tập Basari của nhà FC anh em nhé. Bên trong sẽ được trang bị cho nó là một cái hộp màu xanh green cực đẹp, và bên trên sẽ có tên thương hiệu là Frédéric Quang Tang, logo hình khiên của mẫu sản phẩm này. Ở bên dưới đây sẽ có những cuốn sổ hướng dẫn sử dụng của nhà FC anh em nhé. Những cuốn sổ hướng dẫn sử dụng này anh em mua tham khảo giúp em. Còn đây là một cái certificate của sản phẩm này. Trong FC này thì không có cái thẻ anh em nhé, chỉ có cuốn sổ là sẽ có số date của sản phẩm thôi. Một mã sản phẩm là FC làm cho bộ sưu tập Basari cực kỳ ngon và đẳng cấp. Cái tầm giá của chiếc này thì là ngoài 20 triệu, đây là một trong những cái sự lựa chọn tối ưu và hoàn hảo nhất có thể rồi của những cái mã đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ. Sản phẩm của chúng ta hôm nay là một phiên bản đồng hồ chính hãng đến từ một bộ sưu tập FC335 đỉnh đám cao cấp anh em ạ. Và em về được chiếc này thì có tình trạng là qua sử dụng gần như là cực kỳ ít. Và hiện tại em nói thì sẽ có tình trạng là như mới nha anh em nhé. Thông qua cái sổ thẻ của sản phẩm này, anh quan sát này. Chiếc này thì sẽ có mã quốc tế cho anh em chơi là FC335 MC4P6B2. Và chiếc này ở bên dưới sẽ là mã serial number là 3489566. Nó sẽ trùng hợp và vừa khít với cả cái mã serial bên dưới đáy sản phẩm này. Mỗi sản phẩm sẽ có một cái mã serial number khác nhau anh em nhé. Và chiếc này thì có date là tại mua tại ngày 16 tháng 8 năm 2023. Đã rất là gần anh em nhé, mới dùng được có vài tháng thôi. Và tình trạng hiện tại của em hàng này thì còn phải nói là đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn anh em nhé. Dùng từ và đẹp như mới. Một mã đồng hồ cao cấp nằm trong bộ sưu tập Basari của nhà FA. Được thiết kế lệch moon phơi cao cấp này, rất đẹp. Và chiếc này thì được sở hữu của trang bị là một bộ dây kim loại, bộ dây SS cũng đặc anh em nhé. Quan sát này, từ phần dây sản phẩm này được thiết kế những mắt xích nhỏ đang xen nhau và được thiết kế hoàn thiện để bóng loáng hết toàn bộ. Anh em thì quan sát thấy cái bộ dây này thì rất là đẹp, dây chỉnh chu và cũng rất là ngon. Trước này thì mắt thừa còn rất là dài luôn, nhưng mà mắt thừa em đã để lược bỏ ra bên bài rồi. Hiện tại trước này thì em để mắt là vừa đeo thôi, và hiện tại thì em nó cũng còn rất là đẹp. Tình trạng anh em quan sát từ phần dây nhá, còn như mới luôn. Anh em nhìn này, anh em mua chiếc này làm quà biếu thì không có gì cho anh em mua hàng mới để tặng luôn, thực sự rất là ngon. Và anh em đeo mua hàng đeo chơi thì cũng phải nói là cực kỳ ngon, đét rất là gần, đét mua tháng 8 2023, cực kỳ ngon. Với bản đồng hồ FC335 này được thiết kế dây kim loại, khóa là khóa bướm anh em nhá. Ở trên phần khóa sản phẩm này anh em quan sát này, ở hai cái đầu dây của nó nhá, sẽ có tên thương hiệu là Frédéric Quang Tang trên phần khóa dây này, rất là ngon, một trong những thiết kế cực đỉnh của dòng FC. Thiết kế toàn bộ phần thân và phần dây làm từ chất liệu gì, và đặc biệt chiếc này sẽ được thiết kế hoàn thiện toàn bộ phần thép trên chiếc đồng hồ này đều là được hoàn thiện đánh bóng loáng hết toàn bộ. Khi anh sang chiếu vào và anh em lên cổ tay ấy, nó tạo ra những cái họa tiết phải nói rất là đẹp. Và với mắt đồng hồ FC này, nó mang đến cho anh em một cái nét cổ điển và không thiếu gì sự thanh lịch đẳng cấp với một chiếc đồng hồ phải nói là nổi tiếng của Thụy Sĩ đến từ thương hiệu Frédéric Quang Tang. Và mắt đồng hồ này vì được thiết kế phần niềng của anh nó này dạng là bo tròn, thiết kế dạng là niềng bậc thang, tạo lên một cái vẻ cổ điển trên chiếc đồng hồ của chúng ta. Đồng hồ này thì được thiết kế với size mặt là size 40mm, đường kính mặt này là 40mm. Tuy nhiên dòng FC này được thiết kế cái phần lắc tu lắc hai bên càng rất là ngắn gọn luôn. Hai tu lắc tu lắc càng của em nó thì thiết kế dạng là càng cụp, nó chỉ rơi tầm khoảng 43.5mm thôi, càng rất là gọn anh em nhá. Chuyên mẫu này thực sự anh em tay từ khoảng 15 trở lên đã thể đeo chắc là rất là tốt rồi. Tay từ 15 anh em nhá, tay nhỏ ấy, đeo rất là ngon rồi. Tại vì lắc của nó chỉ rơi tầm 43.5 thôi, hoặc là 43 thì rất là dễ đeo. Tay từ khoảng 15 trở lên đeo rất là ngon. Như tay em Tuấn là 17 này, anh quan sát này, khá là ok. Tay em lên tay rất là hợp lý, tay 17 này. Nhìn nó càng nó trải ra thì rất là đẹp. Và kết hợp với bộ dây kim loại nữa thì tay rất là ưng. Tay 17 nhá, lên rất đẹp anh em chơi. Và chiếc này được thiết kế là mặt tail của em nó bên trong được thiết kế dạng là mặt tail màu trắng, kèm theo đó là những cái đường trải tia sunburst thực sự là rất là đẹp.
Được thiết kế trên mẫu đồng hồ này là cọc số thiết kế dạng là cọc số La Mã cổ điển, đánh số từ 1 đến 12, tạo lên cho anh em một cái vẻ, một chiếc đồng hồ có cái sự gọi là cổ điển và lịch lãm. Với bộ kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ này được thiết kế dạng là kim mắt ngỗng cực kỳ đẹp. Có một cái kim nữa của cái đầu tam giác đây này, là chỉ lịch ngày anh em nhé. Thì ngay sản phẩm này thì anh em quan sát ở cái viền ngoài này, có những số đánh số từ 1 đến 31, đó chỉ lịch ngày. Và kim dây của nó thiết kế dạng màu đen cực kỳ thanh mảnh. Ở dưới góc 12 giờ thì anh em quan sát thấy rõ một cái ô lộ tia open hết, và giúp anh em có thể quan sát được là toàn bộ máy móc chuyển động bên trong qua mẫu đồng hồ fake contact này, có thể nhìn xuyên thấu luôn anh em ạ, rất là hay. Góc 6 giờ bên dưới sẽ có một ô lịch moon phase cao cấp, và bên trên sẽ có tên thương hiệu là fake contact, để cho đó là chữ Jever, được sản xuất tại thành phố Jever của nước Thụy Sĩ anh em ạ. Bên dưới có chữ Swiss Made Thụy Sĩ. Mặt dial của sản phẩm FC này được thiết kế dạng mặt dial trải những đường họa tiết vân Croce cực đẹp, kết hợp với cả phần kính sapphire nguyên khối, được phủ bao đời chống lóa nữa, tạo lên một chiếc đồng hồ FC thực sự là đẳng cấp và rất là đáng chơi cho anh em. Cái tầm tiền của em nó khoảng hơn 20 triệu, thực sự rất là ngon. Và chiếc đồng hồ này hiện tại thì em đang có mức giá mang đến anh em là 22 triệu 900 nhé, 22 triệu 900 so với mức giá hàng mới của em này, thực sự là rất là cao luôn. Em tham khảo được em hàng này hàng mới nó sẽ loanh quanh dao động tầm khoảng hàng mới là từ khoảng 50 triệu, là 48 đến 52 triệu thì từng đại lý phân phối bán anh em nhé, giá rất là cao luôn. Em giao lưu nhanh thì anh em chỉ giá chỉ 22 triệu 9 thôi. Thì bản siêu lướt này, chiếc núm của em hàng FC này được thiết kế là có cái logo hình kia của nhà FC này. Đầy đủ chức năng mang đến là lên có tay, hạ dừng kim dây sẽ tốt anh em nhé. Mặt đáy sau của mã sản phẩm này được thiết kế dạng là mặt đáy lộ cơ. Anh em có thể quan sát được toàn bộ máy móc chuyển động bên trong có bộ đồng hồ FC này. Sở mẫu độ máy FC 3 series cực kỳ ngon, và với bộ máy này thì sẽ mang cho anh tổng cộng là 26 chân kính, với cái thân số dao động là 28.800, sẽ mang được cho anh em một chiếc đồng hồ hộp cái kim dây trông rất là mượt mà. Với cái đó sẽ là 40 giờ sức có năng lượng các bạn. Được bộ máy này sẽ được nâng cấp và được bay trên nền tảng của bộ máy LE200 rất là ngon. Và với bộ máy này sẽ mang cho anh tổng cộng là 6 ATM là trục nước 60m này. Bên này sẽ là mã dòng FC 335 với kính sapphire Eto, và bên này là mã serial number. Mặt đáy sản phẩm thì anh em quan sát này, sẽ là mã đáy là FC 303, FC 330 với ngang 335. Tức là chiếc đồng hồ cái mã đáy dòng sản phẩm này thì được sở hữu của dòng 330 và 335 anh em nhé. Rất là ngon luôn. Và chiếc này thì có chức năng chỉnh lịch, em sẽ hướng dẫn cho anh em chút. Anh em rút một lắc ra này, anh em xoay theo chiều kim đồng hồ này sẽ chỉnh lịch moon phase. Mỗi ngày nó chỉ nhích lên một chút thôi, và anh em quay số chỉnh lịch ngày này rất là dễ dàng cho anh em chơi thôi, và giúp một nấc là chỉnh ngày, hai nấc chỉnh giờ rất là hay. Anh em chỉnh giờ thì kim dây sẽ dừng lại. Đây là chế độ hard stop của bộ máy FC này. Mức giá em ăn để cho anh em chỉ có là 22.900 anh em nhé. Và chiếc này sẽ có bảo hành hộ man lên tới 5 năm cho anh em chơi trải nghiệm, với cái đếp cực kỳ gần là đếp tháng 8 2023 này, rất là ngon anh em nhé. Cảm ơn anh em xem video của em. Anh em nào cần tư vấn thêm và muốn đặt hàng mã sản phẩm này, hãy liên hệ qua số hotline của Zalo ở góc ở bên phải màn hình của em anh em nhé. Cảm ơn anh em và xin hẹn lại anh em ở những video tiếp theo.